Này, ai cho phép chị ngồi cùng với tôi? Hả? Nhà này không có cái phép đàn bà được ngồi mâm trên. Mâm trên là dành cho đàn ông con trai. Bố có cần phải nói quá lên thế không ạ? Bật dậy. Ông đưa tôi tiền để tôi đi mua cái chổi khác. Cái chổi cùn quét nó càng đỡ bụi. Vâng chú. Thế thì chú mua sản phẩm và bán sản phẩm với con là đúng. Vâng. Thứ nhất, vừa đem lại lợi nhuận cho chú. Vâng. Thứ hai là chú hãy thực hiện đúng chính sách của nhà nước phòng ngừa phòng chống dịch. Chú mà lấy 10 triệu, con chiết khấu cho chú hẳn 20%. 20%. Mà trên 20 triệu, con chiết khấu cho chú hẳn 40%. Ơ, bố. Khoan đã, bố đừng có ký. Thuốc này có vấn đề đấy ạ. Bố mẹ ơi, con về rồi đây ạ. Tao chào bố mẹ ạ. Vợ chồng con mới về. Hôm nay vợ chồng con về, bọn con có một chai rượu ngoại đồ bố ạ. Ừ. Mẹ cầm giúp con nhé. Bà Xuân. Chị ăn mặc cái kiểu gì mà ngắn cũn ngắn cỡn như thế này hả? Không sợ dân làng người ta chửi vào mặt cho à? Bố, vợ con mặc như này còn dài chán rồi đấy. Trên thành phố bọn con nhá, bọn nó mặc ngắn hơn nhiều ấy. Thành phố? Mở mồm ra là thành phố. Thế sao anh chị không cút về cái thành phố lớn phố bé của anh chị mà ở? Về cái nhà này ấy là phải theo cái nếp của tôi, rõ chưa? Ăn mặc như thế này thì dân làng nó chửi vào mặt cho. Phép vua cũng phải thua lại làng. Tưởng hay ho tốt đẹp lắm đấy. Mất nết. Thôi, bố già rồi, khó tính. Thôi, em vào thay quần áo đi, rồi xuống bếp giúp mẹ nấu cơm nhá. Nhá. Mẹ chia đồ ăn ra làm gì đấy ạ? Ở cái nhà này ấy, đàn bà con gái là phải ngồi ăn ở xó bếp. Chỉ có đàn ông mới được lên ăn ở trên nhà trên thôi con ạ. Nhưng mà bây giờ là thời buổi nào rồi mà còn phân biệt là mình phải ngồi ăn xó bếp với cả ngồi ăn trên nhà, mâm trên mâm dưới, rồi đàn bà với cả đàn ông hả mẹ? Con mới về làm dâu ở cái nhà này nên không biết. Chứ cái nhà này là có nề nếp gia phong như thế từ lâu đời rồi. Nề nếp cái kiểu gì kiểu này không được đâu mẹ ạ. Mẹ cứ đưa đây, để con bỏ lại đồ ăn, rồi con bê lên nhà, rồi cả nhà mình cùng ăn mẹ ạ. Thôi thôi tôi xin chị, anh chị về đây thì ở yên cho tôi nhờ, chứ đừng có làm loạn cái nhà này lên nữa. Vợ chồng con có làm gì đâu mà làm loạn cả nhà này lên hả mẹ? Cái gì đúng thì thôi chứ. Chị có ở cái nhà này với ông ấy đâu, làm sao mà chị biết được tính của ông ấy. Tôi làm dâu ở cái nhà này bao nhiêu năm nay rồi, mọi việc nó vẫn cứ diễn ra như thế. Chứ anh chị có ở với ông ấy đâu, tôi ở với ông ấy tôi mới khổ. Mẹ ơi, vợ ơi, cơm nước xong chưa hả mẹ? Có chuyện gì thế hả mẹ? Đấy, anh vào mà dậy vợ anh ý, nó đang đòi bê tất cả mâm cơm lên trên nhà để ăn chung đây này. Em chỉ muốn cả nhà cùng nhau quây quần ăn một bữa cơm thôi. Tại sao lại phải phân biệt mâm trên mâm dưới làm gì? Em mới nói thế mà mẹ đã như thế này rồi. Bố anh khó tính lắm. Mẹ con anh sống với ông ấy quen rồi. Thôi, em nghe lời mẹ đi, anh lên nhà gặp bố đây nhá, nhanh lên. Không được đâu mẹ. Mẹ với anh Kiên đừng có chiều bố như thế. Không được để kiểu trọng nam khinh nữ như thế này được. Mẹ cứ để con sẽ bê mâm cơm này lên. Mẹ không phải lo gì hết. Con bê lên xong rồi mẹ cũng lên rồi cả nhà mình cùng ăn.
Cô với bố ạ. Rượu quê ngon đúng không nhá? Rót đi cho bố đi. Bố, con mời bố ăn cơm, mời anh ăn cơm nhá. Để em sấy cơm cho. Này, ai cho phép chị ngồi cùng với tôi? Hả? À, thì con ngồi ăn cơm cùng với cả bố với cả anh thì có sao đâu ạ? Nhà này không có cái phép đàn bà được ngồi mâm trên. Mâm trên là dành cho đàn ông con trai. Thằng Kiên chồng chị ấy, nó là đàn ông con trai, nó mới được ngồi mâm trên. Còn chị là đàn bà con gái, xuống dưới bếp mà ăn. Bà Xuân! Bà Xuân đâu? Dạ. Ông sẽ bảo thì tôi. Bà dạy dỗ con cái thế nào thế hả? Hả? Sao lại có cái thói mà lại con dâu ngồi ngang hàng với bố chồng là thế nào? Bà muốn để cho bàn dân thiên hạ nó chửi vào mặt tôi đúng không? Thưa bố, đây chỉ là một bữa cơm gia đình, cả nhà ngồi quây quần với nhau ăn cho ấm cúng thì có sao đâu ạ. Bố có cần phải nói quá lên thế không ạ? Ở ngoài kia có biết bao nhiêu là gia đình cũng ngồi ăn quây quần với nhau vui vẻ có sao đâu ạ bố. Ở ngoài kia là việc của người ta, tôi không quan tâm nhá. Ở nhà này thì phải theo cái nề nếp của nhà này, chị rõ chưa? Con cảm thấy mà anh chị không hài lòng ấy thì cút ra thành phố mà sống, tôi không ép. Nếu mà bố nói như thế thì mẹ với cả con là gì trong nhà này ạ? Hả? Mẹ thì cũng là vợ của bố, mà con thì cũng là vợ của anh Kiên. Chúng ta là cả một gia đình mà bố. Giỏi, chị giỏi lắm rồi. Thôi bố ơi, đây là chuyện riêng, con sẽ về dạy bảo lại vợ con ạ. Còn bây giờ thì bố uống chén rượu hạ hỏa đúng không bố? Con mời bố ạ. Vô phép vô tắc. Bật dậy. Đấy, chị đã thấy hài lòng chị chưa? Rồi lại khổ cái thân già này chứ ai nữa. Mẹ, anh đã nói với em rồi, là bố anh tính gan lắm, nói bố ấy không nghe đâu. Em cứ chịu khó nhịn đi một tí, cho em ấm nhà cửa không được à? Anh có ở trong địa vị của em với cả mẹ đâu mà anh hiểu. Anh có thể nhịn được, nhưng mẹ với cả em thì... Đấy, anh Kiên thấy chưa? Dạ. Ngày nào cũng phải vớt. Cái mùa này ấy, cái cây khế nhà mình nó trút lá xuống ao nhiều lắm. Phải vớt đi thì cái ao nó mới trong con ạ. Vâng. Mà lá rơi nhiều hay xuống cá có sống đúng không hả bố? Thế thì mới phải vớt. Tất nhiên là nó sống được, nhưng mà không nên để nhiều con ạ. Ở nhà nông là cứ phải luôn chân luôn tay. Đấy. À, cái lá khế mà nó cứ nhiều như là tiền rơi vào túi mình có phải tốt không nhỉ? Thế thì mấy mà giàu. Xem nào, ui dồi ôi, mấy yến lạc mà được có từng này đây này. Ông ơi. Ơi, cái gì? Ông đưa tôi tiền để tôi đi mua cái chổi khác. Ui dồi, bà vừa thấy tôi dở tiền ra lại hỏi tiền. Mà làm sao, cái chổi làm sao? Thì ông nhìn cái này, như thế này thì còn quét gì được nữa. Ôi dồi, cái chổi này mà bà bảo là không quét được à? Cái chổi này quét còn tốt chán nhá. Cái chổi cùn quét nó càng đỡ bụi. Mà rõ chưa? Bố ơi, cái chổi thì có đáng mấy đồng đâu ạ? Bố cho mẹ mấy đồng, mẹ ra ngoài ngõ, mẹ mua một cái cho nó tiện ạ. Giỏi, chị giỏi lắm rồi. Tôi hỏi chị nhá, chị sinh ra và lớn lên ở thành phố thì chị biết cái gì về nông thôn mà chị góp ý nào? Hả? Để tôi nói cho chị biết nhá. Cái gì vật dụng ở nông thôn ấy mà không dùng được vào việc này nữa
thì nó đem vào dùng vào việc khác. Cái chổi này nó tuy cùn thôi nhưng quét vài năm nữa nó chưa hỏng. Chổi cùn quét nó đỡ bụi, chứ không phải là hơi một tí mà lại vứt cái cũ đi thay cái mới vào. Chị muốn như thế thì về thành phố mà ở nha. Nông thôn kiếm được đồng tiền nó khó khăn, phải biết tiết kiệm giữ gìn để mà còn chi tiêu. Bà nữa là còn vẫn còn đứng đây à? Đem ra ngoài kia, rồi ra bờ rào chặt lấy cái cây tre tước ra mà buộc lại. Chổi này quét còn tốt chán. Tiền đây này, bán bao nhiêu lạc mới được có từng này tiền. Tiền vén tay áo xô đốt nhà tang giấy, hoàng thế thì bao giờ giàu được. Mẹ ơi, sao đây con? Mẹ cầm số tiền này mà mua những đồ mà mẹ cần dùng mẹ ạ. Bố mà có hỏi là mẹ lấy tiền đâu ra thì mẹ cứ bảo là vợ chồng con đi mua về cho mẹ. Mẹ nhá, con vào nhà đây. Chú, đấy, đây là các loại thuốc bổ của bên con ấy. Vâng. Mà sau cái đợt dịch ấy nhá, tình hình bây giờ là dân mình đang đi tìm các loại thuốc nâng cao sức đề kháng cơ thể ấy chú ạ. Đúng rồi. Đảm bảo với chú nhá, chú mà bán những cái loại này nhá, đi quảng cáo đắt như tôm tươi. Nói thật với chú nhá, tôi thì trông nhà quê lạc hậu thế này thôi, nhưng mà cứ cái gì mà ngon bổ rẻ là tôi chơi. Vâng chú, thế thì chú mua sản phẩm và bán sản phẩm với con là đúng. Vâng. Thứ nhất, đem lại lợi nhuận cho chú. Vâng. Thứ hai là chú lại thực hiện đúng chính sách của nhà nước phòng ngừa phòng chống dịch. Đấy mới là vấn đề quan trọng chú ạ. Phải quá đi chứ. Này. Chú mày còn trẻ và chú mày suy nghĩ rất là tinh tường đấy. Cái này là tôi phục đấy. Nhưng mà tôi hỏi thật nhá, vấn đề là giá cả nó là thế nào? Giá cả thì chú không phải nghĩ. Con đã nói với chú rồi, chú mà lấy 10 triệu con chiết khấu cho chú hẳn 20%. 20%? Mà trên 20 triệu con chiết khấu cho chú hẳn 40%. Cái gì? Mà con đưa cho chú giá gốc, giá bán buôn luôn. 40% mà đưa giá gốc, giá bán buôn à? Vâng. Mà chưa kể sau này chú bán ra ngoài, chú đội giá lên lãi càng nhiều. Đấy là vấn đề của chú. Tốt. Này. Nhưng mà chú phải cam kết với tôi là cho tôi 40% đấy. Vâng, chú yên tâm, con có hợp đồng rõ ràng mà. Cái này là lừa đảo đa cấp. Tại sao bố lại có thể tin được cơ chứ? Thôi, để con vào, để con gán bố mẹ ạ. Thôi con ơi, mày về mấy ngày rồi, còn lạ gì tính bố mày nữa. Bây giờ mày mà xen vào, ông ấy khủng lên, ông lại chửi cho đấy. Mẹ cứ như thế, bảo sao là bao nhiêu năm cứ phải chịu đắng cay tủi nhục. Vợ chồng là phải bảo nhau mà sống, chứ có phải là ô xin hay là con ở trong nhà đâu ạ. Thôi được rồi, con sẽ vào, con sẽ xử lý khéo vụ này mẹ ạ. Tốt quá. Con mời bố, mời anh ăn hoa quả. Rồi. Chú mày, ăn tí hoa quả đi, cháu nó vừa vào xong. Tự nhiên. Bố. Hả? Đây là thuốc gì đấy ạ? Đây là các cái loại thuốc mà để nâng cao sức khỏe, tăng cái sức đề kháng của con người đấy. Bố định mua về dùng hay là sao bố? Dùng là dùng thế nào? Không chỉ dùng không đâu, mà mình còn phải bán buôn cho bà con xóm giềng người ta cùng dùng với, để mà mình hưởng cái lợi nhuận. Mình dùng nhưng mà mình phải có lợi. Đấy, thế như con đã nói đây là hợp đồng chú ạ. Ừ. Đấy, chú cứ đọc đi. Sau này chú bán xong, chú nhận được cả gốc cả lãi. Trước mắt thì chú cứ đóng như cái gói chú đăng ký là 40 triệu. Nhất trí. Xong chú đưa bút đây tôi ký. Đây chú. Bố, khoan đã, bố đừng có ký. Thuốc này có vấn đề đấy ạ. Kìa cô em. Cô em nói gì mà lạ đấy? Thuốc của anh tên mát đàng hoàng ấy lại bảo là có vấn đề. Vấn đề hay không vấn đề cũng không phải việc của nhà chị. Rõ chưa? Chị định lên đây thì chị phá bĩnh được công việc làm ăn của tôi hả? Con không. Chị đi xuống bếp. Đàn bà con gái thì biết cái gì? Đi xuống bếp ngay. Đi. Kiên ơi. Kiên đâu? Dạ. Lên mang cái dạo vào đây. Chị thế hả bố? Anh dạy bảo lại vợ anh đi. Vợ anh lại đang định phá bĩnh cái chuyện làm ăn của tôi đi. Anh xem đi, anh ta là bán đa cấp,
anh ý á đang định lừa tiền bố để nhập loại thuốc không rõ nguồn gốc này về bán với ở giá cắt cổ đấy anh ạ. Này, không rõ nguồn gốc là thế nào, có hợp đồng đàng hoàng đấy. Em đã điều tra kỹ càng rồi, đây là thuốc đều, tem này cũng là tem giả. Chẳng nhẽ em làm dược bao nhiêu năm nay mà em nhìn thuốc thật, thuốc giả em lại không phân biệt được. Loại thuốc này là không có trên thị trường đâu. Này cô kia, cô đừng có mà lòi láo nhá. Và bác, đấy, như cháu với bác đã thỏa thuận, rồi bác xem bác ký giúp cháu. Được, nhất trí, tôi ký ngay. Cái này nó thật đấy bác, chia sẻ thật. Bác cũng là người lớn, bác đang làm ăn mà con thương bác như thế thì bác vô phép quá bác. Anh thôi đi. Bố không nghe vợ con thì bố cũng phải nghe con nói đã chứ. Con là con trai trưởng của bố cơ mà. Thôi được rồi, anh là con trai trưởng, anh nói đi. Thế nhưng mà đừng làm mất thời gian của tôi. Nói đi. Vâng. Này anh, anh nói đây là những dược phẩm tốt cho sức khỏe đúng không? Đương nhiên, tôi có tem mác công ty sản xuất rõ ràng đàng hoàng mà. Vậy tôi hỏi anh, giấy chứng nhận và thẩm định chất lượng thuốc ở đâu? Có không? Có, nhưng mà cháu không cầm theo bác. Và sản phẩm anh bán phải có mặt ở hiệu thuốc chứ, đúng không? Và người bán cũng cần phải có bằng cấp về y dược. Vậy tôi hỏi anh, bằng cấp y dược của anh đâu? Đúng rồi. Này, thế chú có cái bằng cấp y dược không? Đương nhiên là cháu có chú, nhưng mà đi mấy cái này cháu cầm theo làm gì đâu. À đấy. Trong lúc mà anh ngập ngừng nói điêu nói toa ấy, thì tôi đã lên mạng và điều tra kỹ càng rồi. Thuốc này mà anh nhắc tới là không có mặt trên thị trường, với là cái công ty sản xuất mà anh nói đến là cũng không có thực. Ngoài ra ấy, là còn có những bài báo tố cáo về hành vi lừa đảo của anh đấy. Bố ạ, đây là những tên chuyên về những vùng quê để lừa những người nhẹ dạ cả tin đấy bố ạ. Có cả báo ở đây này, bố đọc đi bố. À, lừa đảo bán thuốc dởm. À, này, thằng Watt con, mày lại định dở cái trò ra như ở trên báo này. Mày đứng lại, thằng kia, đứng lại. Bố sao thế bố? Bố bị làm sao đây ạ? Bố ơi. Bố ơi. Ơ, mẹ, anh Kiên, bố tỉnh rồi này. Bố có sao không ạ? Bố có mệt lắm không? Không, ông không sao. Ông đói bụng không? Để tôi vào tôi lấy cháo cho ông ăn nhá. Bà cứ ngồi đây, đỡ tôi dậy. Các con, chuyện hôm nay là tại bố. Tại bố tất cả. Bố đừng nói thế. Đều là người một nhà cả. Bố không sao là bọn con mừng rồi ạ. Khổ thế đấy. Bố già cả, bố lẫn cẫn. Bao nhiêu lâu nay bố lại cứ nghĩ rằng là mọi việc trong nhà từ nhỏ đến lớn là phải tự tay bố quản lý thì mới tốt. Có ai ngờ không có con thì suýt nữa nó lừa tiền của nhà mình. Nên là bố lẩm cẩm, bố mới đối xử với mẹ, với các con như vậy. Thôi, cả nhà thông cảm cho bố. Từ nay bố không thế nữa.